Xin chào quý vị và các bạn, bây giờ tôi sẽ hướng dẫn chậm lại từng đoạn một bài quyền hand vô đăng. Sau khi chúng ta nghiêng chào và thêm bài xong rồi, chúng ta ra bi và chúng ta lắp mặt sang bên trái, cùng lúc chúng ta đỡ đòn trong ra, xong đó chúng ta đấm hai cái này cùng một nhịp, đỡ đấm cùng một nhịp và sau đó rút về mặt quay sang bên này luôn, đưa cái tay lên đây. Đó. Như này nhá. Quay vào sang đây luôn. Xong tiếp theo bên này cũng vậy, đỡ đau ra, đấm, rút tay về, quay mặt về trước. Đó, như này nhá. Lại bên đây. Như này. Xong quay mặt về đây luôn. Tiếp theo, chúng ta hai tay chúng ta tiếp lực để tấn. Cô có xua chỉ. Sau khi chúng ta đã tiếp lực xong rồi, chúng ta tiến về trước của tấn trên. Hai tay nó rút về đây, chúng ta đỡ đòn đá của đối phương, chắn vào gối của đối phương. Và sau đó chúng ta xỉa vào cổ của nó, hoặc là đỡ đòn đấm của nó. Sau khi chúng ta đỡ xong rồi, chúng ta nắm tay của nó, giật tay về, gõ tay này vào mặt, lên này luôn. Lên, khi chúng ta giật vào nhé, giật vào rồi, chúng ta gõ và đấm vào cùng một nhịp. Đồng thời, kỹ thuật gõ và đấm này chúng ta hết kia luôn. Do cái camera đặt dưới, nó cảm giác cái tay của tôi nó cao. Đó, nhưng mà chúng ta đấm là phần vai của mình. Do camera đặt dưới thấp, nên mình thấy cái tay nó cao. Ta đấm xong, chúng ta đưa chân về sau. Nhấc cao gối, nhấc cao gối. Nhìn cái hướng này cho nó dễ, nhấc cao gối này. Và gây ra ba đai nhưng mà nó ở tầng kia ba. Đó, và như này. Xong đó nó đưa tay mình vào, đưa cái tay mình vào đây, nó vút ra, nên nó lật tay, tạt chân vào, đỡ tiếp lực, đấm thúc vào cầm đối phương. Chúng ta nhảy lên, hai tay đỡ xuống và bước ra tấn gian, đỡ tiếp lực, quay sau tấn gian, xong rút về gắn cô xua chỉ. Đó, sau đó chúng ta tiếp tục làm xỉa tấn gian và chúng ta đưa chân phải sang tấn cô xua chỉ và kết thúc bài quyền. Đó, như vậy là tôi đã hướng dẫn cho quý vị và các bạn cái bài quyền hand vô đăng từ đầu cho đến cuối. Nếu mà quý vị các bạn có ai cần hỏi gì thêm thì cứ comment bình luận ở phía dưới, tôi sẽ giảng lại hoặc là tôi sẽ nói học trò tôi thực hiện lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đón xem. Hãy đăng ký kênh của chúng tôi cũng như nhấn vào chuông để xem nhiều video về nhiều lĩnh vực khác nhau. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những video tiếp theo. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.